Bây giờ sẽ bắt đầu thực hiện lệnh vẽ trong nhanh mặt phẳng 2D. Lúc này đã vào phần sketch và dùng lệnh line để vẽ nhanh một cái bức vẽ bằng 2D. Đây, đây là bắt đầu nhập những thông số kích thước về chi tiết của chi tiết. Cái này thì chỉ mang tính tượng trưng. Đó. Nhập vào khung bên trái là sẽ có phần như phóng to. Rồi. Thì những cái phần này có thể là chạy nhanh qua được, tua cũng được để giúp rút ngắn thời gian. Đây là vẽ phần để lát nữa thực hiện lệnh revolve, lệnh xoay. Rồi. Thì ra một cái hình cơ bản, hình trụ, mặt côn và làm là hai mặt côn. Đây là lấy đường giống. Thì à, những phần học này đã thực hiện trong những video trước. Rồi, lúc này là kết thúc phần vẽ 2D, chọn Finish Sketch. Sau đây thì qua cái lệnh là Revolve, tôi sẽ chọn đó. Mặt nó đã mặt kính rồi, cho nên chọn trục để xoay. Đó, click chuột vào coi như phần đó. Cái đường ở giữa để mà xoay quanh trục. Rồi, lúc này ta có một chi tiết 3D dạng xoay để dùng gá trên máy tiện gia công. Rồi. Lúc này bấm vào nút Design, chọn Manufacturer để chọn phần gia công. Rồi. Khi vào đây thì sẽ có cái phần là nhìn bên trái ở trên đó, nó có phần là Turning. Turning là chỉnh phần tiện. Rồi, cái logo đó là bấm vô để setup phôi. Khi bấm setup phôi sẽ chọn là cái như bề mặt gá, phần chất là phần gá vào mâm cặp. Phần xếp Z là để dành cho coi như độ an toàn của trục dao. Rồi, sẽ gá mâm cặp lên sát cho chi tiết một chút. Thế lúc này coi như có thể nhập một số chính xác thì vì đây là phôi tượng trưng. Rồi, sẽ căn dẫn cái Z khoảng là 2 1 ly. Z an toàn. Ok. Kiểm tra lại các thông số đường bao kích thước thì phôi này có đường kính là 20 mm và chiều dài là 60 mm. Rồi, ok. Đó. Lúc này qua cái lệnh là chọn lệnh tiện mặt đầu, tên liên phay. Click chuột trái để chọn và sau đó là chọn dao. Khi bấm vào Select Tool á, thì nó sẽ ra một cái thư viện dao của mình. Rồi, mình sẽ chọn kéo xuống dưới cái khung bên trái, kéo xuống chọn là Turning Tool Metric là dạng hệ mét. Rồi, chọn con dao thứ hai. Đó. Thì những cái thông số này, thông số mang tính là tham khảo tương đối. Khi mà setup là sẽ chọn theo tùy những cái mảnh dao mà mình đang có, đang sử dụng. Thì thông thường vận tốc cắt là 100 mét phút. Tốc độ cắt thì tùy theo máy thì hiện tại ở đây chọn khoảng là 2.000 vòng phút. Thì tốc độ cắt ở đây á, sẽ chọn theo cái vận tốc cắt ở mục là Surface Speed là 100. Mục Spindle là chọn là 2.000. Rồi, Cutting Feet per Revolution thì lúc này là chọn là 0.2 hoặc là 0.1. Có đây là tùy theo cái như khả năng của máy. Rồi, chọn hết là 0.1 luôn. Rồi, kiểm tra các phần. Là phần geometry là cái phần coi như độ kẹp dao rồi coi như hướng đi của dao. Rồi ok. Đó thì lúc này là sẽ có một cái đường giữa kéo xuống. Đó là sẽ đi tiện cái mặt tiện mặt. Đi bằng một bách. Rồi bấm vào một click chuột phải, chọn cái phần dao đó, chọn simulate để ra cái phần là mô phỏng cái chương trình cắt dao. Rồi, chọn play. Xong. Thì đó là coi như sẽ kết thúc được cái chương trình là tiện mặt. Rồi cũng con dao đó luôn. Thì mình sẽ chọn qua cái là turning rough. Tức là tiện theo coi như biên dạng mà tiện dạng tiện thô. Thì theo con dao bên đây chọn trước đó không cần chọn lại dao nữa. Mình chỉ việc sửa lại cái thông số ở chỗ spindle là thành 2.000. Coi như surface speed là 100. Rồi, ok. Rồi cái phần back á, là mình có thể chỉnh sửa lại, kéo cho nó gần lên phía trên mặt phôi để tránh cái trường hợp là con dao nó lủi vô.
Cái này lưu ý phải kỹ, chứ không thôi là coi như lao dao sẽ lủi vô cái mâm cập của mình. Rồi, ok. Sau mà chọn qua là coi như kiểm tra các thông số. Rồi, phần pass là chọn cái bước tiến. Bước tiến ở đây bước sâu nhất á thì sửa lại. Ở đây nó để là 1,2 thì mình sửa là 0,2 thôi. Để 0,25 để tùy theo cũng như khả năng của dao nữa. Thì stock to lip tức là phần chừa lượng dư gia công là 0,1 mm cả trục X lẫn trục Z. Rồi, khi bấm vô OK thì nó sẽ là coi như nó mô phỏng xong đây. Đó. Đây là những cái đường chạy dao nó đã máy nó tự tính toán xong. Lúc này thì có những click chuột phải chọn là coi như xem lại các thông số cắt một lần nữa để trước khi mà coi như chuyển qua là simulation. Ok, rồi. Giờ tiếp tục click chuột phải chọn là simulate. Đó, để mô phỏng cái chương trình. Lúc này thì mình sẽ kéo cái thanh ở phía dưới để chỉnh cái tốc độ cho nó nhanh hơn một chút. À, trời, kéo lui về để chỉnh là chạy chậm mà kéo qua bên phải để chỉnh cho tốc độ nhanh hơn. Rồi đó. Thì con dao này là con dao CNMG. Thì đa số thị trường có dạng dao này rất nhiều thì nó có dạng hạt nặng, hạt trung bình. Tiện thép thì có thể nên dùng hạt nặng. Đó. Là sẽ ra được cái biên dạng cơ bản của cái chi tiết này. Rồi, ra luôn phần co luôn, nhưng mà lúc này vẫn còn lượng dư gia công là 0,1 mm. Rồi, ok. Lúc này thì chọn lên cái lệnh là Turning Profile Finish, tức là chọn cái bước tinh. Bước tinh cũng lấy con dao đó luôn. Thí dụ mà có dùng con dao khác thì sẽ chọn qua là thông số của dao khác. Rồi, trong phần kéo qua phần Pass. Rồi, kiểm tra các thông số. Cái này thì chạy tinh một lần là xong rồi. Cho nên cứ kiểm tra để chắc chắn là không có nhầm số thôi. Ok. Rồi, lúc này đó nó sẽ chạy lên cho mình sản phẩm này. Mình kiểm tra một lần nữa là simulate luôn. Rồi, cho chạy. Đó, nó đi một bát là xong. Lúc này là mình có thể thoát ra cái phần simulate rồi. Rồi. Bây giờ muốn xuất code thì bấm chọn cả ba chương trình luôn. Xong click chuột phải, kéo xuống một là Post Process. Thì cái trong chương trình Post Process này phải chọn là dòng, giả sử như mình dùng là máy tiện Phanuc thì chọn là Phanuc Turning. Chứ không có chọn qua dòng Phanuc khác nó sẽ là ra cái code sai. Rồi, khúc này là coi như chọn name là number để nguyên, còn file name là mình có thể chỉnh sửa. Output folder là nơi là để chọn nơi lưu file G-code. Rồi sửa lại cái phần file name có thể sửa, còn phần name number thì không nên sửa. Ok, rồi kiểm tra các thông số của bên cái phần mà chương trình cái như tạo G-code cho mình, tránh cái việc là nó xuất ra cái code mà máy không nhận được. Đây, cái phần max window thì sẽ chọn là 2000 dòng phút. Rồi. Rồi các thông số là khá ổn. Rồi, chọn thai, dòng máy tiện thai là phải chọn thai A. Thai A. Chứ chọn những cái khác nó sẽ là ra những cái đời máy cao hơn. Ok. Hạn chế click vào coi như allow helical move chứ không là nó sẽ chạy đường 3D. Rồi. Lúc này có thể là yên tâm là coi như bấm giữ post để mà xuất Google code. Rồi. Chọn nơi lưu ok, save. Rồi, thì cái máy này mình đã thiết lập là nó sẽ tự mở luôn cái chương trình để mà mình xem cái file G-code sau khi mà bấm OK. Rồi, bình thường sẽ sử dụng chỉnh sửa bằng phần mềm Simco Edit. Rồi, khi bấm vô chọn Backplot, lúc này á, vì là nó đang ở chỗ là Phanuc Milling, sẽ thấy cái hình nó rất là lạ. Nó bị bất thường so với chương trình tiện, thì lúc này tắt đi. Để chọn lại cái dòng Phanuc Milling đó bằng là Phanuc Turning. Nhớ là chọn G-code đây, rồi chọn là coi như Blackboard, Backplot lại. Lúc này sẽ qua là chỉnh sửa G-code, thì những cái nào không cần thiết thì sẽ xóa. Thì cái này là lưu ý những cái máy đời cũ thì không sử dụng G18, cho nên là phải nhớ bỏ đi, không thôi là sẽ gây lỗi cho máy. Một số máy sẽ là báo lỗi ngay từ lúc đầu. Đó, chúng ta thì cứ bỏ hết cái G18 đi, rồi kiểm tra từ trên xuống dưới. Đặc biệt là G54 cũng không cần.
tại vì phần chọn tọa độ giao là đã nằm trong cái bảng setup giao rồi, bảng offset rồi. Rồi kéo xuống kiểm tra lại hết một lượt thì đây là đang dùng một con dao, cho nên trước mắt là chương trình này an toàn rồi. Thì ở dưới có G28 thì coi như lùi trục X trước rồi mới lùi trục Z xong rồi, lúc này là ok, video đến này là coi như có thể kết thúc được rồi. Rồi dùng cái lệnh remove này để mà xóa cái n đi, để giảm dung lượng của cái file xuống. Để cuối cùng lưu lại là có thể chép vào USB hoặc là truyền trực tiếp qua cổng là coi như RS232.